Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cơn địa chấn mang tên Vạn Thịnh Phát Gần 800 công ty bị vào tầm ngắm Vụ án Vạn Thịnh Phát không như nhiều vụ án kinh tế khác Vụ án này mang đậm màu sắc chính trị Không những có liên quan đến những nhân vật chính trị nổi tiếng trong nước Mà còn có khả năng dính đến những quyền lực chính trị bên ngoài lãnh thổ của Việt Nam Cho đến nay đã có 4 người chết bí ẩn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan số bất động sản rất lớn liên quan đến Vạn Thịnh Phát đang bị điều tra. 156 khu đất vàng, những mảnh đất đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh không biết bằng cách nào đó lại chui được vào tay Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh đóng băng tài sản của gần 800 công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Bốn người chết được cho là có bàn tay bí ẩn của tình báo Trung Quốc. Báo chí Singapore đã đưa ra kết luận như thế 156 bất động sản là dấu hiệu của bàn tay chính trị trong nước thao túng mà cụ thể là liên quan đến trách nhiệm của ông Lê Thanh Hải thời mà ông còn làm chủ tịch và bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là điểm khuất mà ông Tô Lâm đang chỉ đạo điều tra triệt phá và giờ đây là gần 800 doanh nghiệp có liên quan, một con số không thể tưởng tượng nổi. Vào ngày 3 tháng 11, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin rằng tài sản của 762 công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát đang bị cho đóng băng. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản bao gồm bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu v.v. thuộc sở hữu của các bị can cá nhân liên quan đến trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Đây là hình ảnh tại Sài Gòn có đến 156 bất động sản bất minh. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã thông báo đến cơ quan, đơn vị về đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch, chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần, phần góp vốn của các công ty trên địa bàn ở thành phố Hà Nội. Đáng chú ý là 762 công ty được cơ quan chức năng liệt kê trong đó có đa số là các công ty cổ phần và một số công ty trách nhiệm hữu hạn. Có nhiều công ty bằng tiếng nước ngoài xen lẫn với công ty tên bằng tiếng Việt. Trong số 1762 công ty bị đóng băng tài sản, được nhắc đến cũng có công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư An Đông, công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đấy là những công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Và còn rất nhiều công ty có tên tiếng nước ngoài, tuy nhiên đáng chú ý là có một công ty quốc danh dính đến đó. Đó là tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6, Sisenco 6. Đấy chỉ là mấy con số mà tại Hà Nội, còn tại Sài Gòn chưa được phía Bộ Công an công bố. Tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ tháng 10 chiều ngày 29, Trung tướng Tuân Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết vụ án tại công ty tập đoàn đầu tư An Đông bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm là một trong những vụ án khó khăn và rất khó, rất khó trong cả quá trình đối với lực lượng thực thi pháp luật trong cả quá trình điều tra, trinh sát và khởi tố vụ án. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan, nhân vật chính của vụ án. Vụ án Vạn Thịnh Phát cho thấy càng ngày càng phức tạp. Tập đoàn này được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Tuy nhiên, giờ đây Bộ Công an đã khui ra sự liên quan của nó đến gần 800 công ty tại Hà Nội, trong đó có cả những công ty của nhà nước. Vụ án này sẽ hứa hẹn là vụ án kinh thiên động địa nhất từ trước tới nay. Vụ án Phạm Thịnh Phát là vụ án khó điều tra, chính ông tướng Tôn Sô của Bộ Công An Việt Nam cũng đã phải thừa nhận như thế. Chính vì thế, cứ mỗi lần ông Tô Lâm tấn công vào xã huyệt của Phạm Thịnh Phát, thì đấy lại là một cú đối đầu đầy cam go. Và nhiều vụ án cam go như vậy sẽ phơi bày ra những gì đằng sau của nó. Chúng ta hãy cùng chờ xem để biết những tin tức mới nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỹ Nhân dưới chứng Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đánh gục 5 giám đốc sở như thế nào Người xưa thường có câu anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân Ý nói là dù tài cán thế nào thì cũng có thể thất bại trước Mỹ Nhân kế của người đẹp Tuy nhiên ngày nay thì không cần phải là anh hùng mới dính Mỹ Nhân kế Các quan tham ở Việt Nam thường thì ham tiền lẫn ham sắc nên mới có văn hóa ăn nhậu tăng 2, tăng 3. Tăng 1 là ăn nhậu, tăng 2 là đi hát karaoke, tăng 3 là đi ngủ với gái. Những hợp đồng làm ăn thường được ký bằng cách phục vụ cho những kẻ có quyền thỏa mãn được điều đó. Đây là hình ảnh mỹ nhân đã đánh cục năm giám đốc sở. Với con mắt tình báo có nghề như Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ắt bà này cũng hiểu điều đó hơn ai hết. Để có nhiều hợp đồng có lợi bà nguyễn thị thanh nhàn đã dùng hoàng thị thúy nga làm thuộc hạ và bà nhàn đã có rất nhiều hợp đồng dễ dàng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của hai chị em khi đủ lông đủ cánh bà hoàng thị thúy nga tách ra mở công ty riêng và cũng hoạt động trong lĩnh vực gần giống với bà nhàn cung cấp thiết bị y tế thiết bị giáo dục v v cho rất nhiều tỉnh thành trong cả nước những năm gần đây, công ty của bà trúng thầu ở khắp các tỉnh thành nên bà từng được mệnh danh là bà trùm thiết bị y tế, giáo dục. Bà Hoàng Thị Thúy Nga, 47 tuổi, sinh ra tại Bắc Giang, từng tốt nghiệp đại học ngoại thương. Bà Nga được biết đến là người khá kín tiếng. Trước khi bị bắt, nữ doanh nhân này chủ yếu xuất hiện trên truyền thông với vai trò đại diện của NSG Group, thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại nhiều nơi. Đây là hình ảnh bà Hoàng Thị Thúy Nga. Nhất hậu duệ nhì tiền tệ. Ba là quan hệ. Bà Nga đã lợi dụng các mối quan hệ với lãnh đạo các tỉnh thành từ khi làm việc dưới trướng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để đặt vấn đề tạo điều kiện cho các công ty của mình được tham gia các gói thầu do sở, ban ngành, địa phương làm chủ đầu tư. Nữ doanh nhân này là một trong những quan chức cấp sở ngành y tế, giáo dục ở nhiều tỉnh đã phải cấu kết với nhau và có thủ đoạn tinh vi để thông thầu, gây thiệt hại lớn cho nhà nước và đây chính là tiền ngân sách của người dân Việt Nam đã bị mất mát. Đến nay, bà Nga đã bị khởi tố trong 4 vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Cần Thơ. Cùng với đó là năm giám đốc sở y tế, sở giáo dục và đào tạo của các địa phương này cũng bị khởi tố, bắt tạm giam chỉ tính riêng trong lĩnh vực thiết bị y tế nsg group đã trúng hàng loạt gói thầu với giá trị cả ngàn tỷ đồng còn trong lĩnh vực giáo dục công ty của bà nga cũng trúng rất nhiều gói thầu cung cấp thiết bị cho các trường với trị giá mỗi gói thầu cả trăm tỷ đồng điều đáng nói trong những gói thầu bị cơ quan điều tra xác minh đều cho thấy bà nga đã cùng lãnh đạo sở bàn bạc thống nhất việc mua máy móc thiết bị sau đó móc ngoặc với chủ đầu tư và bên định giá hợp thức hóa các điều kiện để được trúng thầu, gây thiệt hại lớn cho nhà nước, mất mát tài sản của nhân dân. Có học thức, quen biết lớn và là doanh nhân và đồng thời cũng được làm việc chung với một nữ tình báo đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Hoàng Thị Thúy Nga đã làm được tất cả. Bà đi đến đâu thì quan chức cục ngã đến đấy và giờ này nhiều người đã vào phòng lao lý. Đây là hình ảnh Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang lật trốn. Đã là ăn gian dối thì không thể nào bền vững, cái Kế kết cho bà Hoàng Thị Thúy Nga là nhà tù. Trong khi đó, sư phụ của bà Nga đã cao chạy xa bay, trốn khỏi danh viết của ông Tô Lâm và đang yên vị tại một nơi bình an. Xem ra, bà Hoàng Thị Thúy Nga học được của Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều thứ nhưng không học được khả năng đánh hơi ra nguy hiểm đối với mình. So với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà Hoàng Thị Thúy Nga còn non nghề bởi bà Nga không được đào tạo về ngành tình báo. Làm ăn ở Việt Nam luôn gặp cảm bẫy nguy hiểm bởi giới doanh nhân không có nhiều lựa chọn. Nếu không cấu kết với chính trị thì khó giàu mà nếu cấu kết thì cũng tới ngày bị vào tù theo